do mà chị nghĩ là hai em dễ để mà gần với nhau hơn, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà chắc là lúc đó cũng có nhiều tâm sự rồi hỏi là lý do tại sao, rồi cái hoàn cảnh của hai em có những cái nó cũng gần giống như nhau cho nên càng yêu thương nhau nhiều hơn. Dạ. Dạ. Nhưng mà lần nào là cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau? Dạ, lần đầu tiên hai đứa em gặp nhau là đính hôn luôn đó chị, là ngày 31 tháng 5 năm 2020 á. Tức là anh bên Minnesota để mà đính hôn, là lễ đính hôn. Dạ, tại lúc đó gặp nhau hai đứa em đã ưng nhau, nhưng mà gặp má chồng em cũng rất là thích con dâu Việt Nam. Cho nên nói giờ là ảnh toàn là quen bạn Mỹ không ạ. Thì má muốn người Việt Nam mình phải gắn bó với nhau á. Nên ước mơ là vậy. Người khuyết tật thì biết là rất là khó để đến với nhau, thường quen thì bị ngăn cản á. Mà em trân trọng thứ nhất là dịch, mùa dịch nhiều người mất mát mà mình lại có được cái hạnh phúc. Cái thứ hai là mẹ chồng vô cùng ủng hộ luôn. Gia đình ba chồng, mẹ chồng là luôn là gọi về rồi nói cho ba mẹ em yên tâm á. Cho nên nhờ vậy mà cái cuộc hôn nhân này nó đến một cách nhanh chóng nữa. Nhưng mà cũng là may mắn, tại vì hiện giờ thì em đang sống chung với lại bố mẹ chồng, cho nên là bố mẹ thương mình thì mình cũng cảm thấy an tâm nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Và mà đỡ tủi thân nữa. Dạ đúng rồi.